Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì với nhiều người dân phải di chuyển từ Nam ra Bắc và ngược lại hoặc là các chặng đường dài liên tỉnh á, thì ngoài máy bay, phương tiện ưu tiên lựa chọn tiếp theo sẽ là tàu hỏa. Và đã thành lệ rồi thì trước dịp Tết khoảng vài tháng thôi, nhiều người dân đã bắt đầu rục rịch đặt vé tàu vì lo hết chỗ. Được biết năm nay kể từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 11, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp nhận danh sách đăng ký mua vé tàu tập thể Tết Nhâm Dần 2022, ưu tiên cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất và các tổ chức xã hội. Ngoài các đối tượng ưu tiên như hàng năm, năm nay hành khách bảo lưu tiền vé trong năm 2021 cũng được ưu tiên đăng ký vé tàu. Các tổ chức có nhu cầu mua vé tập thể liên hệ các nhà ga, các trạm vận tải để đăng ký. Khi làm thủ tục, hành khách mang theo giấy giới thiệu, danh sách mua vé và bản tổng hợp lượt đi lượt về theo mẫu, chứng từ bảo lưu. Dự kiến kể từ ngày 15 tháng 11, công ty sẽ mở bán vé tàu Tết Đại Trà qua mạng, nhà ga, đại lý.